Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Chỉ Cần May Mắn. Thấy không, không dưới một lần, không dưới một lần Đại Nghĩa xuất hiện thì chỉ có một mình thôi. Còn anh chàng Quốc Dũng kia là mất tích đâu không biết nữa. Help me. Hả? À, có tiếng kêu cứu, me. ai đó. Trời ơi Dũng, sao mà leo trên đó ngồi? Anh ơi, hồi nãy em thấy cái ghế đẹp quá, em thấy mấy em leo lên ngồi. Em leo lên ngồi rồi ai chết rút cái bậc thăm cấp ra giờ không dám xuống luôn à. Đi xuống, phóng xuống, nhanh lên. Anh giữ em, cái nào cũng sập bài bài. Trời ơi, thấy không? Ham hố làm gì không biết. Cái chỗ đó là dành cho những người chơi vòng cuối cùng. Người ta leo lên đó, người ta ngồi, người ta cân. Chứ phải chỗ của mình đâu, chỗ mình là đứng ở đây nè. Tại vì biết sao thấy cái ghế đẹp quá mà. Mà từ lúc mà làm chương trình tới giờ chưa bao giờ được ngồi. Được ước mong một lần leo lên cái ghế đó ngồi. Ngồi luôn ai chán lấy ghế một tạp cấp ra dỗ phía xuống. Vậy chứ ngồi lên trên ghế đó cảm giác thấy thế nào? Nó lạ lắm anh. Cái ghế nó đã dễ sợ, nó đẹp, ngồi lên thấy cao, mình kêu xa. Em tưởng là hoàng thượng luôn á. Anh cũng biết là những người khán giả khi đến tham gia chương trình á, ai cũng mong muốn đến vòng cuối cùng để được ngồi trên chiếc ghế đó. Dạ đúng rồi. Có thể là không phải những sản phẩm bên kia là mình được hưởng đâu, nhưng mà cái cảm giác ngồi trên đó nó cũng hãnh diện lắm, nó cũng vui ghê lắm. Ngồi trên đó chiếm chẽm người tay nắm người đó. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm ra ba đội chơi ngày hôm nay để xem trong ba đội ngày hôm nay thì hai đội nào sẽ vào vòng cuối cùng và được ngồi trên chiếc ghế đỏ đó nha. Đội chơi đầu tiên mà chúng tôi đã lựa chọn một cách rất là ngẫu nhiên khi đến với phim trường ngày hôm nay. Xin chúc mừng đội của Nguyễn Tấn Trường Lâm và Nguyễn Lê Hồng Trúc. Vâng, xin chúc mừng đội của bạn Trịnh Thị Huệ và Trịnh Kim Trung. Và đội chơi may mắn thứ ba xin chúc mừng đội chơi của người mẫu Ngọc Quyên và diễn viên Hồ Vĩnh Khoa. Vâng, xin mời các ba đội chơi chúng ta cùng bước lên sân khấu ạ. Chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của ba đội chơi. Xin chúc mừng tất cả mọi người. Đầu tiên chúng ta cùng làm quen với đội chơi của Ngọc Quyên và Hồ Vĩnh Khoa. Thì Ngọc Quyên và Hồ Vĩnh Khoa thì cũng không còn xa lạ gì với khán giả nữa cả. Các bạn đã tham gia rất nhiều bộ phim, những sản phẩm về âm nhạc cũng có. Rồi thời trang là Ngọc Quyên cũng có. Rồi các bạn cũng tham gia rất nhiều những chương trình thực tế, những chương trình game show khác nhau. Nhưng mà ngày hôm nay đến với chương trình là Chiếc Cân May Mắn. Cái chương trình này thì không đòi hỏi chúng ta phải có quá nhiều tài năng, kỹ xảo trong nghề nghiệp gì cả. Chỉ cần là chúng ta phán đoán đúng cái trọng lượng của sản phẩm mà thôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có tự tin vào cái khả năng phán đoán trọng lượng của mình hay không? Thật ra thì ngày hôm nay Ngọc Quyên và Hồ Vĩnh Khoa đến đây cũng cảm thấy rất là vui khi được có thể là đến một cái siêu thị và có rất là nhiều đồ như vậy. Mình con gái mình nên là thích đi mua sắm cũng như là khám phá coi là cái món đồ nó bao nhiêu tiền, nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ là nó nặng bao nhiêu hết. Bạn có kinh nghiệm gì không? Bản thân Khoa thì Khoa cũng rất là ít đi siêu thị, nhưng mà chờ ở nhà thì chỉ có tập tạ thôi. Nhìn những cái món đồ này mình phải quy đổi ra tạ bao nhiêu để mà mình suy đoán. Và tên đội của chúng ta là gì nào? Cái tên thì nghe nó hơi thủ đoạn chút, là cơ hội. Cơ hội. Thật dịch ra là thừa cơ cũng được. Thật ra thì quy nghĩ như thế thôi. Chứ cơ hội đó là một cái điều mà trong cuộc sống chúng ta luôn luôn mong muốn. Khi chúng ta có cơ hội mà chúng ta biết nắm bắt lấy thì chúng ta sẽ dễ dàng biến nó thành những cái việc thành công, những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Hy vọng rằng hôm nay các bạn đã có cơ hội đến với Chiếc Cân May Mắn. Thì chúc các bạn có thêm được một cơ hội ngồi lên trên chiếc ghế đỏ kia, tức là đến vòng cuối cùng á, và cơ hội cuối cùng nữa là mang tất cả những sản phẩm mà các bạn lựa chọn về nhà cho mình. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng làm quen với đội chơi số 2. Xin chào cô chú ạ. Xin chào Đại Nghĩa. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay đội chúng tôi rất vui khi được tham gia vào chương trình Chiếc Cân May Mắn và giao lưu với lại hai MC siêu quậy nhưng mà cũng rất là dễ thương, Đại Nghĩa và Quốc Dũng. Hôm nay đến với chương trình Chiếc Cân May Mắn, đội chúng tôi lấy tên là Sung Sức. Vâng, trước khi đến với chương trình thì nhiều người bảo rằng là trời ơi sao mà sung dữ vậy. Mình nói chứ thì phải sung, nhưng mà bên cạnh cái sung phải có sức để rinh quà về nữa. Và đến đây thì chúng tôi cũng rất là hồi hộp, cho nên bản thân đội chúng tôi cũng rất là sung sướng nếu được sự cổ vũ nồng nhiệt của quý vị khán giả để phần thi của chúng tôi được suôn sẻ. Xin cảm ơn phần tự giới thiệu rất là dễ thương của cô chú. Và cô chú đã nói như thế thì không còn điều gì để chúng tôi phải bàn thêm nữa. Chỉ hy vọng rằng cô chú đúng như cái tên gọi của mình, thật là sung sức, sung để chơi và có sức để mang quà về. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với đội chơi cuối cùng ạ.
Xin chào quý khán giả của chương trình Chiếc Cân May Mắn. Xin chào MC Đại Nghĩa với lại Quốc Dũng. Đội của mình lấy nickname đó là Tròn Xoe. Tại vì do thành viên hai đội rất là tròn. Thì mình giới thiệu mình là Lâm, đây là Trúc, đây là người bạn với mình. Bạn hả? À? Bạn thôi hả? À? Bạn bạn sống chung suốt đời gọi là bạn đời. Hãy xíu xíu. Anh ơi, chắc cái đội này sao kỳ quá anh? Sao kỳ? Nguyên tắc thi là chỉ có hai người thôi. Hôm nay ba người. Chưa. Chia sao? Chưa đến bạn sao? Mày có hai người hả? Mà cứ cũng đi có theo, nhiều đi trường theo, hợp đi cũng theo. Có nhiều trường hợp xảy ra lắm khi mà chương trình casting người chơi, tìm người chơi á, và tuyển chọn người chơi thì cũng có thể là lúc đó mình chưa có gì hết. Nhưng mà đến khi chương trình quay hình thì lúc đó là mình đã có rồi, và đó cũng chính là một niềm vui, thật sự là một điều bất ngờ. Và có thể xem như đây là lần đầu tiên khi chương trình Chiếc Cơn May Mắn chào đón một lúc cả ba thành viên trong một gia đình đến chơi như thế. Và sau này khi mà Thiên Thần Nhỏ ra đời, khi lớn hơn một chút có thể xem lại những cái đoạn băng hình này thì để thấy rằng ngày xưa ba mẹ mình đã tham gia một trò chơi như thế. Lúc đó mình cũng là một thành viên góp mặt trong gia đình, mặc dù lúc đó chưa thấy mặt mình. Nhưng mà cũng nhờ thành viên nhỏ này biết đâu ba mẹ lại có thêm cái động lực để mà chơi thật là hay thì sao. Mà cũng biết đâu nhờ thành viên nhỏ này sẽ mang lại điều may mắn đến cho gia đình của chúng ta, hả đội Tròn Xoe? Đúng rồi, anh Đại Nghĩa và anh Quốc Dũng. Như vậy đó anh Đại Nghĩa. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay cả ba đội chơi chúng ta mỗi một phần tự giới thiệu đều có cái phần rất là đặc sắc, rất là dễ thương. Dạ đúng rồi. Như thế thì chúng ta cũng có thể hy vọng một điều rằng Chiếc Cân May Mắn của ngày hôm nay sẽ đặc biệt, sẽ khác hơn so với những chương trình trước đây. Vâng, tất nhiên rồi, bởi vì có một đội có ba thành viên mà phải đặc biệt thôi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng thi đầu tiên của Chiếc Cân May Mắn được mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Đang đến với vòng thi đầu tiên của Chiếc Cân May Mắn được mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Mỗi đội chơi, chúng ta thấy trước mặt mình là một chiếc hộp. Nhiệm vụ ở vòng 1 này là trong khoảng thời gian chỉ 1 phút và chúng ta nhấc chiếc hộp này lên, phán đoán xem trọng lượng của chiếc hộp này là bao nhiêu. Và để cổ vũ tinh thần cho cả ba đội chơi, hai anh em đẹp trai, dễ thương, xinh xắn, duyên dáng, chúng tôi quyết định tặng cho mỗi đội 5.000 điểm thưởng. Vâng, xin mời hai cô gái xinh đẹp mang 5.000 điểm tặng cho mỗi đội chơi. Số điểm này chúng ta sẽ tăng lên hay là tụt xuống tùy thuộc vào khả năng quán đoán trọng lượng của mỗi đội. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng là số điểm nó sẽ tăng lên. 5.000 điểm dành cho đội Tròn Xoe. Năm ngàn điểm dành cho đội Sung Sức. Và 5.000 điểm dành cho đội Cơ Hội. Và bây giờ thì xin mời mỗi một đội chúng ta hãy cử một người đại diện qua bên đây để thử những quả tạ nha, làm quen với sức nặng đi nào. Xin mời. Đại diện khóa tập tạ nhiều nhiều chú Quyên. Thử bên kia, thử bên kia, thử bên kia, đó đại diện rồi. Chết rồi. Một phút nha, một phút để chúng ta nhấc thử chiếc hộp lên và chúng ta có thể thảo luận với nhau để đưa ra câu trả lời cuối cùng. Một phút bắt đầu. 3D tính lại cân đo đông đếm này, cái này thì nó quá nặng quá chứ cô. Thời gian đã kết thúc. Bây giờ thì chúng tôi muốn biết câu trả lời của đội Tròn Xoe. Gia đình chúng ta đưa ra câu trả lời cuối cùng là bao nhiêu ký? Câu trả lời cuối cùng của đội Tròn Xoe là 10... một ký. 11 ký, đó là câu trả lời của đội Tròn Xoe. Tiếc là bà xã của bạn không có nhấc lên được, thành ra bà xã cũng sẽ khó để mà đánh giá chính xác, đánh giá chính xác được cái hộp này là bao nhiêu. Chúng ta xem nha. Chiếc hộp bí mật số 1 gồm có một chai sữa tắm sữa dê Pixi, một bộ kỹ thuật bộ vít 10 trong 1, hai lọ sốt mayonnaise ít béo QP, 5 lon đồ hộp vít xăng xíu mại sốt cà, 2 bịch nuôi ống Casino Macaroni, 5 gói bột giặt Ariel sạch nhanh, 2 lọ nước yến Brand. Và tổng trọng lượng chiếc hộp bí mật số 1 này là 10 cộng 1. Là 10 cộng 1. 11. 10 cộng
3. 10 ta ký, đó là trọng lượng của chương bí mật số 1. Chúng ta đoán sai lời hết 2 ký, bị trừ đi 2.000 điểm. Chúng ta đến với đội xung sức nào. Chà, bây giờ là tới lúc đội xung sức nói rồi. Đội xung sức nói cái hộp này bao nhiêu nè. Bây giờ để cho đội xung sức suy nghĩ lại nè. Suy nghĩ đi nè. Thì coi hình như là nó 11 ký 7, 11 ký 8 gì đó nè. Một là 7, hai là 8 nè. Bao nhiêu nè? Khoan nhắc lại đi, em nhắc lại đi không rồi em. Không có được, nước không có được nhắc được. Không được nhắc lại thôi bây giờ. Cơ hội. Tại vì bà chị tôi bà yếu quá, bà bưng thấy nặng quá, bà thấy là khoảng 11 ký 7, ký 8. Tôi bưng thấy khoảng chừng 11 ký à. 11 ký, giờ thống nhất mình ra nhiêu ạ? Nhưng mà nãy bưng á, lúc nãy sung sức, nhưng mà bưng cái hộp này giờ hết sức rồi. Có quyết định là 11 ha. Bây giờ lấy giữa đi. Lấy giữa khoảng chừng 11 ký 3. 11 ký 3. 11 ký 3 phải không nè? Dạ đúng rồi nè. Rồi chúng ta xem. Chiếc hộp bí mật số 2 gồm có một lốc 6 lọ nước cốt gà nhân sâm brand được chiết xuất từ nhiên liệu hoàn toàn tự nhiên. Nước cốt gà brand đã được nghiên cứu khoa học chứng minh là nguồn dinh dưỡng tốt cho trí não, giúp tăng cường trí nhớ, khả năng tư duy và đẩy lùi mệt mỏi trí não. Bên cạnh đó còn có thêm một gói bột giặt Bixi 3 tác động, một bộ ráp gối bọc Bixi. Và tổng trọng lượng của chiếc bí mật số 2 này là 11 ký. Hết rồi đó. Hú hồn, hú hồn. 11 ký, chúng ta đoán là 11 ký 3 phải không ạ? Chúng ta sai lệch 300 gram, chúng ta bị trừ đi 300 điểm. Đội cơ hội. Hồi nãy thì Quyên... Đấy, em mê 3 cục tạ kia. 3 cục kia là khoảng 12 ký. Quyên nói cái này nặng hơn chút xíu à. Cho nên bây giờ 13, cũng biết 12, 13 ký. Chắc 12 ký rưỡi nha. Giữa hả? Bao nhiêu nè? Chắc cũng 12 ký rưỡi nè. 12 ký rưỡi không? Nghe em nửa nửa vậy đúng không anh? Chắc nửa nửa cũng được không ạ? À? Được. Ở đây người ta cho ký 3, lẻ 3 rồi đúng không? Được không? Hay 12 ký 6? Trời ơi, sao đón hầu vậy trời? Thôi 12 ký rưỡi. 12 ký rưỡi. Chúng ta xem. Ôi sao nhiều quá vậy, chết rồi. Rồi. Trời ơi. Trời. Bên trong chiếc hộp bí mật số 3 gồm có một bộ ráp bọc gối Bixi, một chai sữa tắm dê Bixi, một chai nước rửa chén trà xanh Bixi, 5 gói sô cô la Kit Kat. Không có biết gì đâu. Một chai nước giặt Ariel, 5 hộp bánh AFC rau quả 4 trong 1. Và tổng trọng lượng của chiếc hộp số 3 là... Hồi nãy nói nhiêu? 12 ký rưỡi phong nè. Đúng rồi là chắc nghĩ vậy. Chết rồi, thấy nó tròn quá. Và tổng trọng lượng của chiếc hộp số 3 là 13 ký nè. Như vậy là chúng ta đoán sai lệch hết 500 gram đúng không nào? Vậy là chúng ta bị trừ đi 500 điểm, rất lớn đi. Đúng rồi. Thôi không sao cả, chúng ta đừng buồn. Ở vòng thi đầu tiên này cả ba đội không đội nào đưa ra con số hoàn toàn chính xác cả. Nhưng mà bây giờ có một niềm vui dành tặng cho mọi người đây. Đó là tất cả những sản phẩm có trong chiếc bí mật này sẽ là phần quà mà chương trình dành tặng cho các đội. Wow, cái ra này chắc gì nè. Điểm số của ba đội chơi như sau. Đội tròn xoe chúng ta bị trừ đi 2.000 điểm, còn 3.000 điểm. Đội xung sức bị trừ đi 300 điểm, còn 4.700 điểm. Và cơ hội bị trừ đi 500 điểm, còn 4.500 điểm. Như thế là cả ba đội chơi đã hoàn thành vòng thi đầu tiên rồi, rất là vui đúng không ạ? Bên cạnh đó còn có những phần quà nữa. Đội nào cũng bị trừ điểm hết, thành ra không đội nào mà cảm thấy là buồn cả. Dạ, đều chứ. Bị trừ điểm như nhau. Vậy thì bây giờ ở vòng 2 này chúng ta sẽ xem coi đội nào bứt phá vượt lên và đội nào sẽ đứng trở lại. Nếu đội nào mà đứng lại không được cộng điểm có nghĩa là đội đó có thể sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chiếc cân may mắn được mang tên Thử Tài Cân Đúng.
trong từng phút giây, bao tư lo lắng xóa tan đi cùng. Kit Kat, bánh sô cô la thật ngon thật giòn, mọi người đều thích. Chào mừng khán giả đang đến với vòng 2 của chiếc cân may mắn được mang tên Thử tài cân đúng. Ở vòng 1 thì đội xung sức đang có điểm số cao nhất, dẫn đầu tạm thời thôi. Nhưng mà đó cũng là một lợi thế khi đến với vòng 2 này. Cô chú sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn một vị trí mà mình cảm thấy là mình thích thú nhất ở cái vòng thi thứ hai này. Không biết cô chú muốn lựa chọn vị trí số mấy, là 1, 2 hay 3? Ngay từ đầu thì mình đã được, đội của mình đã được hơi chính xác rồi, là trừ ít quá đi, cho nên là nghĩ rằng là cái cân này là may mắn, cho nên mình vẫn giữ lại cái số này của mình. Vâng, ở vị trí số 2. Đội cơ hội, các bạn muốn chọn vị trí nào? Thôi thì thôi, mình vẫn chọn vị trí này đi. Vị trí số 3. Vẫn là vị trí số 3, như thế là không có gì xảy ra cả. Không ai giải tỏa. Xin mời ba đội chúng ta tiến đến vị trí của mình. Trước mặt chúng ta là một quả cân, bên trong đó có yêu cầu mà chương trình đặt ra cho mỗi đội chơi. Hãy cố gắng thực hiện nó một cách chính xác hoặc là gần chính xác nhất nha. Nếu như đội nào mà có sai số nhỏ nhất sẽ được cộng 1.500 điểm. Đội có sai số nhỏ tiếp theo được cộng 1.000 điểm. Đội còn lại không có điểm nào cả. Và bây giờ xin mời đội tròn xoe, chúng ta thử xem bên trong quả cân này có gì. Xin chúc mừng, đó là quả cân may mắn. Quả cân may mắn mang về cho đội tròn xoe chúng ta là sản phẩm đầu DVD Panasonic và một nồi cơm điện Super. Chương trình yêu cầu mang về tất cả các sản phẩm là tổng trọng lượng 25kg. Trong đó, một sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. Hai sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm. Ba sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. 2 phút hơn đi, 2 phút cộng. 2 phút cộng cho mẹ và bé cũng như là gia đình chúng ta. Bắt đầu! Điện máy ở đâu? Đi từ từ ra nha, chứ đừng có chạy quá nha. Anh bưng thử, anh bưng thử, anh cảm giác nó làm sao? Rồi, báo về đi, chị biết cộng lại bao nhiêu điện. Cái này, hả, này bao nhiêu? 1 ký. 2 thực phẩm bên đây. Thực phẩm bên đây là bao? Từ từ, trời ơi, bao thôi. Rồi lóc 4 trời. Ok, đủ yêu cầu vô, đủ yêu cầu vô. Một sản phẩm không được lấy hai lần, một sản phẩm không được lấy hai lần. Rồi, ba sản phẩm này là má mỹ phẩm bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Nhắm bao nhiêu ký, nhắm bao nhiêu ký đây, chờ chị đi. Vô sàn với lại những người còn biết. Này nhẹ lắm, lấy rồi đi. Hay lấy người nào? Nước tiên, quá nữa. Nè, mấy cái này nè, khoảng 2-3 ký gì nè. Nào, mời các bạn, nhìn lên nào. Ở bên đây chúng ta thấy có hai cái nồi nữa nè, hai cái nồi em bé, hai cái nồi. Các bạn nghĩ sao? Nồi không đủ đâu. Một điện máy, hai thực phẩm, hai ba món mỹ phẩm đủ rồi. Mới có 22 ạ. Vẫn còn thiếu đúng không? Có cái nồi đẹp kìa, nồi em bé kìa. Nồi thì không đủ, nồi thì không đủ, nồi thì không đủ. Máy sao xin rồi đủ chưa? Rồi ok. Đủ không? Thêm lấy thế nào nữa? Được rồi hết rồi, hết rồi chơi. 3, 4. Vì bà bầu đi siêu thị thành ra tôi không dám hối. Lỡ có chuyện gì không biết sao làm lại cho được á. Gia đình chúng ta đã mang về những sản phẩm sau, chúng ta cùng xem nha. Nước giặt Big C, nước giặt Ariel, dầu ăn Cooking Maison, nước mắm tỏi ớt Big C, nước lau sàn Sunlight, TV LG màn hình LED 32 inch. Ai, thấy gia đình chúng ta đang chuẩn bị có em bé mà hình như không lựa sản phẩm nào mà có liên quan tới trẻ con hết trơn á ha. Sữa cũng không thấy ha, rồi bên đây có hai chiếc nôi đẹp hết sức luôn, không thấy ngó ngàng tới. Tại vì ăn trước, ăn bồi giờ bồi dưỡng trước, sức trước không? Không biết là ở gia đình chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái vật dụng cho bé chưa? Cũng chuẩn bị hết rồi anh Đại Nghĩa. Đó là sữa nè, rồi tả, rồi áo sơ sinh, rồi nôi, rồi mấy giỏ đựng đồ cho em bé. Mua bình sữa mua sẵn rồi, mua cách đây khoảng cỡ 6 tháng rồi. Trời đất ơi, mua bình sữa mà trước 6 tháng. Gia đình mình có ghé Bixi mua những sản phẩm có, này không? Có, hầu như đa số là mình mua Bixi không? Đồ sơ sinh mua
mua Big C không? À, mình thích nhất cái Big Show á. Big Show. Big C có Big Show. Cái chương trình Big Show đúng không ạ? Đại Nghĩa cũng mới tham gia chương trình đó. Anh đã nghe là biết liền à. Xin cảm ơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong giây lát để biết cái kết quả cuối cùng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đội xung sức mở chiếc cần lên. À, xin mời hai cô chú để tay lên. Hai người đó. Một, hai, ba. Thôi rồi. Xin chúc mừng, đây là quả cân may mắn. Quả cân may mắn sao không có vui nè. Làm giật mình sao vui quá à. Mà vui không nói lên lời luôn. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa để ủng hộ tinh thần. Lớn như luôn ạ. Trọng lượng yêu cầu chúng ta mang về là 25kg. Thời gian là 2 phút. Sản phẩm yêu cầu cần phải có 2 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm nè. 2 thực phẩm. 2 sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng nè. Gia dụng. 1 sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy nè. Đã sẵn sàng chưa nè? Sẵn sàng nè. Sẵn sàng nè. Vậy thì bắt đầu đi nè. Điện máy. Điện máy. Thôi. Điện máy. Hai gia dụng. Gia dụng bên đây. Khoan, gia dụng ở đây. Ở đây. Hai gia dụng ở đây. Nhanh tay lên nha, nhanh tay lên nha. Đội này chúng ta không có bà bầu, thành ra không được ưu tiên nha. Thực phẩm bên đây. Không có lấy hóa mỹ phẩm hả? Không có. Không, lấy một tờ giấy. Quên. Hai gia dụng. 4 món. Còn 1 món gia dụng nữa, còn món gì? TV nè, lò nướng nè. Dầu ăn nè. Sà bông. Không thôi. Thôi, lấy cái nồi đi. Lấy này nè, món gia dụng nè. Lấy này đi nha. Rồi đúng rồi. Rồi, còn anh. Lấy cái. Trời, thấy ha. Thấy quà nhiều ha, quá tôi đinh, đinh quà, sao không có quà. Rồi. Đúng rồi. Đủ. Chắc đủ rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Anh ơi, em đuối với đội này lắm rồi nè. Vâng, để xem đội xung sức mang về những sản phẩm gì nha. Bộ đồ hợp kim nhân Big C. Nước táo mix drink nè. Nước khoáng La Vi nè. Dầu ăn cooking nè. Lò nướng Panasonic nè. TV LG nè. Đó là những sản phẩm của đội xung sức. Rất vui bởi vì những người chơi đến với chương trình Chỉ Cần May Mắn của chúng ta đây, họ không cảm thấy bị áp lực bởi cái việc là phải giành chiến thắng. Họ chơi hết sức mình và họ thể hiện hết sức bản thân của họ ra. Và chính vì điều đó đã được tất cả quý vị khán giả đón nhận, đúng không ạ? Ok, vỗ tay lớn được không ạ? Và bây giờ hãy đến với đội cơ hội. Các bạn hãy dỡ quả cân của mình lên xem sao nha. Trời. Dễ quá. Quả cân của đội cơ hội yêu cầu các bạn mang về sản phẩm mà tổng trọng lượng là 25kg. Trong đó 1 sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng, 3 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm và 2 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Không có điện máy. 2 hóa mỹ phẩm. Thực phẩm. 3 thực phẩm. 1 hàng gia dụng. Hai hóa mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Rồi. Và thời gian dành cho các bạn là 2 phút. Bắt đầu. Gia dụng. Ừ, gia dụng là cái này là 3 kg các bạn. Gia dụng. Bên chỗ nào mình rút tờ giấy ra. Cái này nhẹ quá không? Mình lấy cái kia cho nè. Rồi, 3 thực phẩm. 3 thực phẩm. Cái này nhẹ lắm. Lấy rồi chúng ta đó. Em muốn tận giấy rồi. Mấy mỹ phẩm, mấy thực phẩm. 3 thực phẩm. Mấy thực phẩm rồi? 2 rồi. Hai. Này đi. 1 kg không? Nhớ cộng lại nha. Cái này đi. Này lấy rồi. Đúng không? Lấy này không? Rất nhiều một giọt luôn đi rồi. Tại vì cái này. Bao nhiêu? 2 hóa mỹ phẩm. 2 cái này là 4.
này là 4 kg thôi. 4 kg hả ta? Hay là 8 đi. 8 kg hả nè. 8. Đâu có lấy hơn được. Được, được, lấy thêm, nếu như cần thiếu lấy thêm, lấy thêm, lấy thêm. Nếu như vẫn còn cảm thấy thiếu lấy thêm. Lấy cái sản phẩm khác. Lấy khác. Một giặt Ariel hay là thôi. Cái này thôi à. Cái này nè, cái này không, cái này nhẹ cái này thôi. Cái này được không? Khoảng thiếu nhiêu tí nữa. Nào các bạn đếm. 5 5 4. Ôi, đội này chân dài mà đi chậm quá. Tại vì đội em không có cái đồ điện tử nên là nó không có nặng. Với lại không có kinh nghiệm đi siêu thị nhiều cái lắm, nó không biết bình thường Khoa có hay đi siêu thị không? Không, em không đi siêu thị, em đi siêu thị điện máy không ạ. À, còn Quyên này có đi siêu thị với mẹ không? Dạ có, nhưng mà chưa bao giờ ngồi cân hết đâu. À, đi là cứ tính coi bao nhiêu tiền thôi đúng không? Chứ không nghĩ là nó nặng bao nhiêu ký. Các bạn mang về những sản phẩm như sau: nồi áp suất TNC, bộ nồi Anno, nước mắm tỏi ớt Big C, nước táo Mitterin, nước khoáng Casino, bột giặt Omo, bột giặt Big C ba tác động. Trời đất ơi, nhà giặt đồ nhiều lắm hả? Dạ. Bởi vì hèn chi lấy quá trời là bột giặt rồi nước giặt Ariel nè. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát để biết kết quả cuối cùng của ba đồ chơi như thế nào nha. Trải nghiệm không khí nhộn nhịp và dạo bước qua các gian hàng trang trí tuyệt đẹp. Hãy cùng Bixi chào đón Giáng sinh rộn ràng ngập tràn ưu đãi từ ngày 3 tháng 12 đến 25 tháng 12 2013. Chào yêu thương thêm gắn kết với phiếu mua hàng Bixi, một món quà đầy ý nghĩa giúp gửi trao những thông điệp muốn nói thông qua rất nhiều mẫu thiệp tặng kèm. Đặc biệt, đa dạng các mặt hàng trang trí có giá bán khuyến mãi hấp dẫn để bạn thỏa thích trang hoàng nhà cửa nhân dịp Giáng sinh. Bixi, giá rẻ cho mọi nhà. Các bạn thân mến, bây giờ thì Đại Nghĩa đang cầm kết quả trong tay. Xin được công bố đội tròn xoe. Chúng ta được yêu cầu mang về 25 kg và các bạn đã mang về tất cả là 19,7 kg, chênh lệch 5,3 kg. Chênh lệch khá nhiều ha. Đội sung sức yêu cầu mang về 25 kg thì cô chú đã mang về tất cả là 25,7 kg, chênh lệch 0,7 kg, sai số rất ít. Đội cơ hội, các bạn mang về tất cả là 21,1 kg, chênh lệch 3,9 kg. Như thế là đội có sai số ít nhất là đội sung sức được cộng 1.500 điểm, nâng số điểm của mình lên là 6.200 điểm. Đội cơ hội được cộng 1.000 điểm, tổng số điểm của cơ hội đến vòng này là 5.500 điểm. Và tròn xoe, chúng ta không có điểm nào cả vòng thi này. Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với chương trình thôi. Xin mời hai bạn. Ôi tròn xoe. Tròn tròn xoe 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 tròn tròn. Rất tiếc khi là được đón tiếp gia đình chúng ta đến đây, nhưng mà gia đình chúng ta phải chia tay chương trình ở vòng thi thứ hai này rồi. Không biết hai bạn có điều gì muốn nói với mọi người nữa hay không? Thật sự ra là hôm nay rất là vui thì cả hai vợ chồng tới để tham gia cái chương trình, cũng như đây là cái kỷ niệm để sau này cho con nó ra đời thì cũng khoe với tự hào khoe là bố mẹ đã tham gia với chương trình. Được lên TV. Chỉ còn may mắn của BC với lại được có cơ hội được gặp anh Quốc Dũng lại anh Đại Nghĩa. Và chắc chắn rằng đây sẽ là một kỷ niệm thật đẹp cho gia đình của chúng ta. Chương trình cũng có những phần quà dành tặng cho đội tròn xoe. Xin mời cô gái của chương trình mang ra chiếc xe hàng đi nào. Đây là những phần quà mà chương trình dành tặng cho đội tròn xoe, gồm có một bàn ủi Blacker, một bộ nồi hộp kim nhôm Big C, một túi nước giặt Ariel, một chai nước giặt đậm đặc Ariel, hai gói bột giặt Ariel, hai gói hạt nêm thịt heo Big C, hai chai nước rửa chén Big C, hai hộp bánh quy Top Cake Phô Mai, hai chai sữa tắm Nu White, hai chai dầu ăn Big C, một chai nước mắm Big C, hai lốc trà bí đao Wonder Farm, bốn gói miếng Big C, hai chai dầu gội đầu Clement Gold Spot, một thùng phở gà Big C.
Và nhân dịp là gia đình chúng ta sắp sửa chào đón một thành viên mới, đây là một niềm tin, một tin rất là vui, không chỉ cho gia đình mà ngay cả những người tham gia chương trình của chúng tôi đây cũng cảm thấy rất là vui khi các bạn đến đây. Vì thế chương trình quyết định tặng thêm cho các bạn một sản phẩm nữa, đó là một chiếc nồi em bé. Hy vọng rằng với những phần quà này sẽ làm cho gia đình chúng ta cảm thấy thoải mái hơn vào những ngày sắp tới, cũng như là chiếc nôi kia sẽ là nơi để ru ngủ cho thiên thần nhỏ của các bạn trong những ngày sắp tới nha. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Chiếc Cơn May Mắn hôm nay. Cảm ơn anh Nghĩa. Nào, để qua về nhà nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi dành cho khán giả. Câu hỏi dành cho quý vị khán giả lần này là hỏi về trọng lượng của các sản phẩm đang có mặt trước ở đây. Ở đây một cái quạt phun sương, một bộ bếp điện từ. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh! Gì nữa? Ủa, cái gì mà giờ lẻ như vậy? Còn nữa nè. Trời ơi, lần này mình đố một lượt tới 3 món luôn vậy đó hả? Lâu lâu mình phải gài khán giả chứ anh, hiểu không? Mình phải là chơi khó chứ dễ quá, ai cũng làm được. Nhưng mà nếu như bây giờ khán giả đoán đúng á, thì giờ sao, tặng hết 3 món luôn hay sao? Vậy đi! À. Quốc Dũng rất là hào phóng bởi vì không phải là đồ của Quốc Dũng bỏ tiền ra mua. Biết gì mà bên kia biết gì. Vậy thì quý vị khán giả thân mến, tổng trọng lượng của ba sản phẩm này là bao nhiêu ký? Quý vị khán giả nào đoán trúng thì xem như ba sản phẩm này sẽ thuộc về quý vị. À, dạ con mời cô. Dạ cô, dạ cô áo đỏ. Dạ. Xin giới thiệu, tôi là tên là Thu Nguyệt ở quận Phú Nhuận. Cho tôi xin đoán cái này là đúng là. Cái kia. Khoảng đúng 12 ký. Khoảng 12 ký. Dạ. Xin mời một vị khán giả khác bên này ạ. À, mời chú đi. Dạ con mời chú. Tôi tên là Nguyễn Thanh Sơn, đến từ quận Bình Tân. Xin đoán mấy sản phẩm này là 10 ký. Chú đoán là 10 ký. Còn ý kiến nào khác nữa không? Có mời bạn đi. Một bạn tin không? Mời bạn có. Dạ em là Quỳnh An, em ở quận 3, em đoán cái này là 11 ký. 11 ký. Và trọng lượng của ba sản phẩm này đó là 12 ký. Xin chúc mừng cô. Yeah. Vâng, con xin chúc mừng cô ạ. À. Và đây. Và tiếp tục vẫn là cái món quà này nữa. Dạ yeah. Rồi, có chú kế bên bưng dần. Dạ rồi, một chào chúng ta ạ. Và giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả. Chúng ta cũng có cơ hội nhận được quà. Hãy cùng chú ý lên màn hình để theo dõi câu hỏi dành cho tuần này. Mình hành đố quý vị khán giả, cái bộ lau nhà này trọng lượng nó là bao nhiêu? Câu hỏi kỳ này, diễn viên Minh Hạnh đã chọn mua một bộ lau nhà xoay tay 360 độ có tổng trọng lượng là bao nhiêu? Đáp án A 1 kg, đáp án B 1,5 kg, đáp án C 5 kg. Hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp CCMM khoảng trắng đáp án gửi về 6566. Trong đó, CCMM là viết tắt của chiếc cân may mắn. Ba vị khán giả có đáp án đúng và được quay số ngẫu nhiên sẽ có cơ hội nhận được 3 phần quà có giá trị. Kết quả sẽ được công bố vào thứ Bảy tuần kế tiếp trên Today TV. Mọi chi tiết truy cập website www.todaytv.vn. Trải nghiệm không khí nhộn nhịp và dạo bước qua các gian hàng trang trí tuyệt đẹp. Hãy cùng Big C chào đón Giáng sinh rộn ràng ngập tràn ưu đãi từ ngày 3 tháng 12 đến 25 tháng 12 2013. Chào yêu thương thêm gắn kết với phiếu mua hàng Big C, một món quà đầy ý nghĩa giúp gửi trao những thông điệp muốn nói thông qua rất nhiều mẫu thiệp tặng kèm. Đặc biệt, đa dạng các mặt hàng trang trí có giá bán khuyến mãi hấp dẫn để bạn thỏa thích trang hoàng nhà cửa nhân dịp Giáng sinh. Big C, giá rẻ cho mọi nhà. Vâng, chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng 3 của chiếc cân may mắn được mang tên Sự Cân Bằng Hoàn Hảo. Ở vòng thi này chúng ta sẽ phải mang về những sản phẩm mà tổng trọng lượng của nó phải bằng hoặc là gần bằng với trọng lượng của người bạn nữ đội đối phương. Nếu như mà chúng ta sai lệch trong vòng khoảng 3 ký thì chúng ta vẫn có thể là người chiến thắng. Tất cả những sản phẩm mà chúng ta mang về sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Ngược lại, nếu như chúng ta có sai số nhiều hơn 3 ký thì xem như chúng ta thua cuộc nha. À,
bây giờ sao, bây giờ mình mời các bạn nữ đi qua kênh đi anh ha. Từ... trời ơi, cái cân này chắc nó tốn mình chết luôn. Không, mang guốc đi, mang guốc đi cho nó nặng, thấy không? Thế hả? À, mang guốc đi cho nó nặng. Trời ơi, lần đầu tiên được đứng với Ngọc Uyên. Trời ơi, biết 50... Đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Nín thở lại. 56,36. Vậy mà kêu 55. Không, mình nói đẹp ký nè. 56 ký. Cái đẹp ký luôn nè, Huyết. Thôi không cần biết. Và bây giờ là xin mời cô lên cân. 52,04. Vẫn là 52 ký. Xin cảm ơn 52 cô. 52 ký. 52 ký. Bên kia là 56 kg. Như thế là chúng ta đã biết được cái trọng lượng cần thiết mà chúng ta phải mang về. Bên đội sung sức sẽ mang về số trọng lượng là 56 kg. Bên đội của Ngọc Quyên và Vĩnh Khoa sẽ là 52 kg nha. Nhưng mà chúng ta vẫn được sai lệch trong vòng khoảng 3 kg. Và thời gian dành cho vòng thi này 3 phút. Đầu tiên sẽ là đội sung sức. Thời gian bắt đầu. Chúng ta đi bắt đầu tìm sản phẩm nào. Nhanh lên nè. Lấy tiền về, lấy tiền về. Đây là bưng chai, bưng chai. Dạ, cô bưng, cô bưng. Để em bưng chai. Rồi, cô lấy giấy, cô lấy giấy. Đây nè. Một cái tủ lạnh. Lo nước nữa rồi đi. Thôi về, về. Lo nước nữa rồi không? Coi đủ giờ. Cái này đi. Lấy giấy luôn chưa? Lấy sản phẩm mà phải lấy giấy. Nhanh lên, đủ chưa? Nhanh lên. Bỏ này lại. Thôi, chơi luôn. Vẫn còn thời gian đó. Còn 1 phút nhưng mà... Thôi, lấy giấy. Lấy giấy luôn hả? Lấy giấy luôn. Còn thời gian nữa hả? Thôi đi. Còn thời gian mà lố ký mất công. Mình nồi hả? Mình cân đo đâu. Rồi. Coi đủ chưa? 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, Đức ơi, đợi xong sắc, mang về những sản phẩm như sau. TV LG nè. Tủ lạnh sắp nè. Lò nước Panasonic nè. Rồi, hôm nay mình có dàn đồng ca theo ha. Bột giặt Ariel nè. Và cuối cùng là nồi đất nè. Quốc Dũng nói quá đúng. Phùm. Yeah. Và đó là những sản phẩm mà đội sung sức đã mang về. Chúng ta đến với đội cơ hội. Cơ hội chúng ta sẽ phải mang về tổng trọng lượng là 52 kg. Hơi ít một chút đúng không nào? Nhưng mà chúng ta vẫn có sai số là 3 kg. Các bạn có thể mang đến 55 kg. Miễn sẽ đừng vượt quá 55 kg. Xem như là chúng ta chiến thắng nha. Thời gian 3 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. TV đi, TV đi. Tự lạnh. Anh lấy một cái tự lạnh. TV anh này. Tự lạnh nào? Tự lạnh Panasonic. Tự lạnh nào? Panasonic ạ. Đủ dơ. Dạ đủ. Ê, cái rồi. Cái này tôi thấy nhẹ lắm. Dạ đủ rồi. Quy. Các bạn ơi, sao ít thế? Tại có 52 ký á. 55, coi như là 55 ký. 55 ký. Thêm một món gì nữa được không? Thôi được rồi, khoa nặng quá à. Nhẹ lắm, nặng á. Đủ rồi. Tử ham. Nhẹ heo quá. Ôi, nặng. Em cân một cổ 3 ký rồi. Thôi đủ rồi, em đủ rồi. Chúng ta xem đội cơ hội đã mang về những sản phẩm gì đây. TV Panasonic, bàn ủi Golson, đầu DVD Panasonic và tủ lạnh Toshiba. Bây giờ, để biết rằng những sản phẩm này trọng lượng của nó có đúng như chúng tôi yêu cầu hay không thì tất cả chúng ta hãy cùng với hai đội chơi lên cân. Chúng ta đến với phần lên cân của đội sung sức. Có bao giờ mình đi siêu thị Bixi mà mình mua những sản phẩm điện máy như thế này chưa? Thì hình như là
chưa. Lý do là vì nó nặng quá đi cho nên là cũng khó. Với phần là phụ nữ thì cũng không có biết rành về điện tử lắm, cho nên mua cứ sợ không à. Mang tâm trạng sợ thì không thoải mái để mua. Dạ, yeah. Còn ngày hôm nay thì khi mà cô đi cô lựa chọn những sản phẩm này á, thì cô có sợ không? Không sợ. Là vì nghĩ rằng là khi mà nhà tài trợ đã đưa ra cái sản phẩm của mình rồi, quảng cáo rồi, lên TV rồi thì chắc chắn là sản phẩm đó chất lượng, cho nên là tin tưởng để mà chọn. Đúng như thế, nếu như chúng ta đến Big C thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của những mặt hàng, những sản phẩm ở đây. Và hy vọng rằng những sản phẩm này không vượt quá cái số ký quy định để chúng ta có thể mang những món đồ này về nhà, làm cho căn nhà của chúng ta thêm có nhiều tiện nghi hơn. Dạ, xin cảm ơn. Mời cô chú lại phía vị trí này ạ. Mời Quyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cân xem Quyên nặng hay đồ nặng. Và bây giờ thì Ngọc Quyên đang ngồi lên trên chiếc ghế đỏ đó. Chúng ta hãy cùng hướng mắt về quả cân nào. Nếu như vòng đèn màu trắng này biến thành màu xanh thì chúng ta sẽ là người chiến thắng và mang tất cả những món đồ này về nhà. Còn nếu như nó là màu đỏ thì chúng ta cứ tiếp tục nó để lại ở đây. Và đồng hồ điện tử kia sẽ hiển thị sai số nha. Nào mời chú lại đây ạ. Để lại hay uống. Rồi chúng ta cùng nhìn lên nè. Đếm nha, cùng đếm. 1 2 3 3. Và đó là 2,8 kg. Vẫn còn nằm trong vùng an toàn. Chúc mừng đội Sung Sướng. Trước khi chiếc cân khởi động thì không biết rằng bây giờ Quyên với Khoa nghĩ gì về cái những sản phẩm mà mình đã mang về. Chị sợ nó lố ký à. Em cũng sợ nó lố tại cô nhẹ quá. Cô nhẹ quá. Mà cái sản phẩm em may là em lấy cũng ít ít thôi. Anh nói em lấy thêm vô giúp anh. Lấy đi có gì đâu. Lấy thêm lố ký thì tôi không được gì à. Rồi bây giờ muốn biết lố hay không lố thì chúng ta hãy cùng nhìn đồng hồ điện tử nha. Dạ. Chú ý vào cái vòng đèn của chiếc cân này. Chuẩn bị 1 2 3. Con số sai lệch của chúng ta là 2,9 kg. Chúc mừng các bạn. Vẫn là người chiến thắng. Những phần quà này, những sản phẩm này sẽ thuộc về đội của Ngọc Quyên và Hồ Vĩnh Khoa. Còn bây giờ xin mời các hai đội chơi chúng ta cùng tiến ra phía trước sân khấu để nhận những phần quà của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thật là một ngày rất là vui bởi vì hai đội chơi của chúng ta đều đã giành chiến thắng. Bây giờ thì xin hỏi đội Sung Sức, cô chú có cảm giác như thế nào khi mình đã được chiến thắng, giành được rất nhiều những phần quà giá trị về cho gia đình của mình? Như lúc đầu đã nói, đội chúng tôi rất là sung sướng là vì đã nhận được rất nhiều phần quà có giá trị và thiết thực cho cuộc sống. Xin cảm ơn sự cổ vũ thật nồng nhiệt của quý vị. Chính nhờ quý vị động viên và đội chúng tôi có thể thi đấu một cách là suôn sẻ như đã giới thiệu lúc đầu. Xem như là cái mục tiêu ban đầu chúng ta đã đạt được rồi ha. Mình đã chơi rất là sung. Dạ. Và bây giờ có sức để mang về hay không là vấn đề đây nè. Chắc hơn. Thì phải ráng thôi đại nghĩa. Dạ. Thế còn đội của Hồ Vĩnh Khoa và Ngọc Quyên, đội cơ hội thì sao? Chúng ta đã nắm bắt cơ hội một cách rất là xuất sắc phải không nào? Chúng ta đã thừa cơ rất là xuất sắc và rất là vui khi mà đã nhận được những món quà này và với một cái xê dịch rất là nhỏ. Và Khoa cũng muốn nói với Quyên là Khoa sẽ lấy tủ lạnh nha. Trời ơi, bây giờ là chia của ngay từ đây luôn hả? Trời ơi, em đang định hả lấy cái tủ lạnh anh về bị giành trước thôi kệ, biết là đổi tủ lạnh lấy khác nữa. Cho Quyên lấy bàn ủi cũng được. Là nói chung là nội bộ chúng ta về nhà giải quyết ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa. Cảm ơn đội Sung Sức đã mang đến chúng ta một không khí thật là vui khi kết thúc chương trình. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn hệ thống City Big C đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ Quốc Dũng, anh Đại Nghĩa cùng với hai đội chơi xin chào và hẹn gặp lại. Rất là sung sướng là vì đã nhận được rất nhiều phần quà có giá trị và thiết thực cho cuộc sống. Xin cảm ơn sự cổ vũ thật nồng nhiệt của quý vị. Chính nhờ quý vị động viên và đội chúng tôi có thể thi đấu một cách là suôn sẻ như đã giới thiệu lúc đầu. Xem như là cái mục tiêu ban đầu chúng ta đã đạt được rồi ha. Mình đã chơi rất là sung. Dạ. Và bây giờ có sức để mang về hay không là vấn đề đây nè. Chắc hơn. Thì phải ráng thôi đại nghĩa. Dạ. Thế còn đội của Hồ Vĩnh Khoa và Ngọc Quyên, đội cơ hội thì sao? Chúng ta đã nắm bắt cơ hội một cách rất là xuất sắc phải không nào? Chúng ta đã thừa cơ rất là xuất sắc và rất là vui khi mà đã nhận được những món quà này và với một cái
xê dịch rất là nhỏ. Và Khoa cũng muốn nói với Quyên là Khoa sẽ lấy tủ lạnh nha. Trời ơi, bây giờ là chia của ngay từ đây luôn hả? Trời ơi, em đang định hả lấy cái tủ lạnh anh, giờ bị giành trước rồi, thôi kệ, biết là đổi tủ lạnh lấy khác nữa. Cho Quyên lấy bàn ủi cũng được. Là nói chung là nội bộ chúng ta về nhà giải quyết ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn Ngọc Quyên, Hồ Bích Khoa, cảm ơn đội Sung Sức đã mang đến chúng ta một không khí thật là vui khi kết thúc chương trình. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn hệ thống City Pixie đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ Quốc Dũng